Những ai đã từng có dịp đặt chân đến phố biển Nha Trang, đắm mình trong làn nước biển xanh ngắt, nằm dài trên bờ cát phẳng mịn, ngắm cảnh mây trời hay đón những khoảnh khắc thiên nhiên đẹp diệu kỳ, thì hẳn sẽ không thể nào quên được mảnh đất xinh đẹp này. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay, đoàn của chúng tôi sẽ dẫn các bạn đến một địa điểm du lịch rất nổi tiếng. Đó là điểm du lịch nào thì mời các bạn theo chân chúng mình nhé. Vịnh Nha Trang rộng chừng 500 km2, khá kín gió, không có sóng lớn, cửa sông Cái đổ ra giữa hai bãi biển hình trăng khuyết, cát mịn trải dài hàng 6-7 cây số. Dưới ánh nắng mặt trời nhiệt đới, màu xanh của những triền núi nhấp nhô trên bờ, của các hòn đảo hòa cùng màu biển biếc, tôn thêm vẻ đẹp quyến rũ của những dải cát vàng giạt rào sóng trắng. Vẻ đẹp của bãi biển tựa hồ như một thỏi nan châm đầy sức hút mê hoặc du khách. Mỗi khi ngắm nhìn bức tranh thiên nhiên của mảnh đất này, bạn sẽ cứ mải mê chiêm ngưỡng mà quên cả thời gian, cứ thế say đắm trước vẻ đẹp thanh tao quyến rũ của phố biển. Đó chính là món quà diệu kỳ và đắt giá mà đất mẹ thiên nhiên đã dành tặng cho Nha Trang. Qua bao năm tháng, phố biển Nha Trang ngày càng thay da đổi thịt, hòa cùng nhịp sống trẻ trung, hiện đại và năng động, đổi mới, phát triển từng ngày. Thế nhưng, vẻ đẹp của biển Nha Trang vẫn luôn khiến bao người mê bẩn và say đắm. Nhà thờ đá, hay còn gọi là nhà thờ núi, là một nhà thờ công giáo ở thành phố biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Nhà thờ này còn có nhiều tên gọi bình dân, như nhà thờ Nha Trang, vì trước đây nó thuộc họ đạo Nha Trang. Nhà thờ đá, vì nó được xây bằng đá. Nhà thờ ngã sáu, vì nó tọa lạc gần một vòng xoay giao thông. Nhưng phổ biến hơn cả là tên gọi nhà thờ núi, vì nó được xây trên một núi nhỏ. Vào khoảng năm 1885, Nha Trang chỉ gồm vài xóm trài rải rác ở cửa sông Cái và ven bờ biển. Giáo dân lúc ấy khoảng 300 người sống tập trung ở giáo xứ Chợ Mới. Năm 1886, khi người Pháp đặt cơ quan chính quyền đô hộ tại Nha Trang, tạo điều kiện cho hai công trình nghiên cứu khoa học quan trọng được xây dựng, đó là Viện Pasteur năm 1895 và Viện Hải Dương Học năm 1923. Dân trài tập trung về sống gần Viện Pasteur để được chăm sóc sức khỏe. Năm 1924, sau nghị định của toàn quyền Đông Dương, Phùa Khải Định ra chỉ dụ thiết lập thị trấn Nha Trang để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo cho giáo dân và một số viên chức người Pháp hiện sinh sống trên địa bàn. Một nhà nguyện nhỏ được xây dựng tạm thời trên bờ biển. Nay là Tòa Giám mục Nha Trang số 22 Trần Phú, trực thuộc giáo xứ Chợ Mới. Với tấm lòng nhân ái của người mục tử, vị linh mục người Pháp lúc đó là Vanet. Ông sinh năm 1869, mất năm 1945, đang coi sóc giáo dân Chợ Mới, đã nghĩ ngay đến việc là thành lập một giáo xứ tại Nha Trang. Và điều đầu tiên phải làm đó là xây dựng một ngôi nhà thờ khang trang. Nhìn tổng thể, nhà thờ có bố cục chắc khỏe với những khối đá lập thể nhỏ vươn tầm từ thấp lên trời xanh. Điểm cao nhất nhà thờ là nơi đặt thánh giá trên đỉnh tháp chuông.
cao 38 mét tính từ mặt đường. Dọc theo lối đi lên, phía bên phải là những hộc nhỏ đựng di cốt của những người quá cố được ghép vào tường đá. Nhà thờ có mái vòm rộng, những ô cửa hình hoa hồng theo phong cách kiến trúc đặc trưng nổi bật như một dấu son giữa lòng thành phố. Phía trong nhà thờ có không gian rộng, thoáng mát, phân thành khu vực cung thánh và khu phía sau cung thánh rất thanh tịnh, nghiêm trang. Một điểm cộng tuyệt đối với kết hợp gam màu, ánh sáng bao phủ cả thánh đường. Ánh sáng từ hai hướng đông tây được thiết kế tận dụng tối đa, sử dụng các gam màu xanh đỏ, cửa hoa hồng. Ánh sáng khi chiếu vào sẽ tạo nên không gian bên trong thánh đường đủ màu sắc, thể hiện sự uy nghi, huyền bí, mang tính độc đáo rất cao. Tuy đã trên dưới 90 năm tuổi, trải qua bao mưa nắng, nhưng với lối cấu trúc độc đáo, nhà thờ núi vẫn giữ nguyên vẹn những giá trị kiến trúc từ xa xưa. Hiện nay, nhà thờ được đưa vào danh sách di tích thắng cảnh của tỉnh Khánh Hòa. Thank you.
toát mồ hôi rồi. Chưa nóng. Nước mía hả? Có nước mía. Cái bông vàng vàng này là bông gì ta? Cái đường lên nhà thờ á. Bông vàng vàng là bông hoa. Chắc là bé kem hả? Cái nào được ăn được biết đến là một cơ sở nghiên cứu khoa học ra đời sớm nhất ở Việt Nam. Viện Hải Dương Học nằm cách trung tâm thành phố Nha Trang 6 km, là nơi chuyên nghiên cứu tập tính lối sống của sinh vật biển. Viện Hải Dương Học Nha Trang được thành lập năm 1923 dưới sự quản lý trực tiếp của người Pháp, mãi đến năm 1952 mới giao lại cho người Việt quản lý. Viện Hải Dương Nha Trang nằm trong hệ thống các viện nghiên cứu chuyên ngành của Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia Việt Nam. Sở dĩ Viện Hải Dương Học lựa chọn đặt tại Nha Trang là do bờ biển nơi đây thuộc loại sâu nhất tại Việt Nam, lại cách hải vận quốc tế không xa. Lý giải về sự đa dạng sinh học ở biển Nha Trang, các nhà khoa học cho biết nhờ vị trí địa lý và đặc điểm tự nhiên đặc thù biển Nha Trang có hai dòng biển nóng và dòng biển lạnh giao nhau. Dòng biển nóng từ khu vực Sách Đạo di chuyển lên, dòng biển lạnh từ phương Bắc chảy xuống gặp nhau ở biển Nha Trang, tạo nên môi trường sinh sống ôn hòa thuận lợi cho các loài sinh vật biển. Nhờ vậy, sự đa dạng sinh học ở đây rất cao, các loài cá thường xuyên di chuyển về đây sinh sản,
Hệ thống thực vật biển cũng rất phong phú. Chính sự đa dạng phong phú đó là cơ sở cung cấp nguồn liệu sống cho công tác nghiên cứu của các nhà khoa học. Bảo tàng sinh vật biển và bảo tàng hải dương học là hai khu vực sẽ đem đến cho bạn nhiều bất ngờ và trải nghiệm thú vị. Bảo tàng sinh vật biển là nơi trưng bày các mẫu vật của các loài sinh vật biển. Bạn sẽ được chiêm ngưỡng mãn nhãn với hơn 20.000 mẫu vật của 4.000 loài sinh vật biển khác nhau. Ngoài ra, bảo tàng còn trưng bày nhiều mẫu vật của các loại sinh vật nước ngọt được sưu tầm ở vịnh Thái Lan, Biển Đông, Campuchia. Bước vào khu nhà kính của Viện Hải Dương Học, không gian ngập tràn sắc màu của các loài san hô. Ở đây, bạn tha hồ chụp những bức ảnh lung linh trên phông nền xanh nước biển được tô điểm với những khăn màu sắc nổi bật của những dạng san hô, những đàn cá biển. Nơi đây không chỉ là điểm đến tham quan du lịch mà còn là đại điểm giáo dục cộng đồng về hệ sinh thái biển, về tầm quan trọng của biển trong môi trường sống, giúp các bạn nhỏ tìm hiểu về kiến thức các loài sinh vật biển cũng như ý thức bảo vệ môi trường. Rồi. Kiểm đây.